Đây. Rachel với lại xíu muội với lại hên ngân á, cô chú anh chị là nó rất là thân nhau ha. Tại vì nói chung là Rachel nó cũng nhiều lần coi ngân với xíu muội đó, babysit con gái của Mai ha. Và Rachel nó cũng về nhà nó ở trong cái đợt mà dịch Covid á, nên là tụi nó rất là thân, mấy chị em thân thiết, thấy cũng vui. Mai thấy tụi nó như vậy là Mai cũng rất là mừng luôn, rất là thích. Nhà Mai là nói chung là đi chung với Rachel là lúc nào cũng thích ăn hết á, cả nhà đều thích ăn. All of us like to eat. Hôm nay xin chào các cô chú anh chị và các bạn. Thì sau khi cái tour tham quan nhà tù xong thì hôm nay cả gia đình Mai sẽ rủ nhau đi ăn nhà hàng Thái nha cô chú anh chị. Tại con gái của ông xã Mai đó thích nhà hàng Thái mà Mai cũng thích Thái nữa, nên thành ra là tư tưởng lớn gặp nhau mình sẽ đi ăn ở nhà hàng Thái. Rất là vui, hai đứa nhỏ thì nó rất là thích Rachel, tại vì Rachel ở chung với nhà mình trong cái đợt dịch á, ở rất là đông, ở rất là lâu ha. Stop right claim. Đây Mai đang đi sắp tới cái Chinatown của Philadelphia cô chú anh chị ha. What, ở đây có cái công viên ngồi cũng dễ thương ha. What do you want, hon? Đây phở 20 nè cô chú anh chị thấy không? Đó, Việt Nam cuisine restaurant. Phở 20, phở 20. Yes. Imagine a pho restaurant. I love yeah. 20. That's our go-to pho place. Really? Rachel thích phở 20 nha. I've never heard of it. Mr. Wish nè ha. Rachel nói là hay ăn ở phở 20 lắm. Đây là khu Chinatown, chút xíu nữa mọi người sẽ thấy cái cổng chào ha. Ở bên này thì Mai thấy là mỗi cái thành phố phía Bắc hay có những cái khu phố của người Hoa đó. Thì mỗi khu phố này ở những cái tiểu bang, những cái thành phố như thế này thì họ đều có một cái cổng chào. Đây, Cantor House, cái đó của người Trung Hoa cô chú anh chị ha. Have you been to Terakawa? Right? Oh, Sai. No. Sai Sai Gai. Cũng là cũng một cái cửa hiệu của người Hoa luôn, nhà hàng. No, I mean Ninth and Race. What's it called? Terakawa Ramen. Oh yeah. Very good. Ramen. On the corner. Yes. I like ramen too. Oh, then, shocking. J Harbor là cái chỗ bán điểm sắm ha. J. Chubby Castle, you know cái nhà hàng lẩu thì Mai rất là thích nha. Cái Asian Fresh này rất là ngon luôn. Cái Asian Fest bán rất là nhiều ốc mà ốc mới ha. Honey, Kung Fu Hot Pot. I know, yeah, Kung Fu Hot Pot. You remember the, yeah, Shanghai, đây cổng chào người Hoa của chúng chị. Kung Fu Hot Pot. Đây, khu phố Hoa của người, khu phố Tàu ở Philadelphia đây. Sẵn tiện dẫn mọi người đi tham quan một vòng khu phố Tàu luôn. Yeah. Phở Cali kìa, thấy không? Phở Cali. Phở Cali over there, across from across Phở Cali, some, yeah. Phở Cali, yeah, every Vietnamese restaurant. Đó. Cái gì á? Hai hip pot ở kia, shabu shabu hot pot luôn á cô chú chị. Là cái nhà hàng lẩu của Trung Quốc. Đây gia đình Mai đã đậu xe ở trong parking garage, không có tìm được chỗ đậu xe dọc đường nên thành ra phải vô đây đậu xe. Đây. Thằng anh làm rớt điện thoại của nó. Đây cả nhà Mai ra đường rồi. Ngược đi ngược lại. Wow, ở đây có tiệm nail đó nè, Cosmos nè, chân 30 đồng nha. Lâu lắm mới được về thành phố. Wow, xe cảnh sát, ông xã Mai hỏi cái để coi thử coi tại sao. Đây, hôm nay nhà Mai ăn ở nhà hàng này, C&U vậy nè. Tại vì Rachel muốn ăn ở đây vì là happy hour. Wow, xe cảnh sát nè. Ồ, chạy như tên bay. I think he have in a dress, you know. Có thể là họ đang kêu nhau. Đây. Can you tell me the reservation? Nhà hàng Thái nha, cô chú chị. Oh, we come here before already. Yes, yeah. And I with Rachel, are you in Vietnam? Yeah. Remember that? Lúc trước là Mai ông xã tới đây ăn rồi, nhưng mà bây giờ thì ông xã Mai được vừa rồi Mai đi Việt Nam là ông xã đi tới đây với Rachel, và Rachel thích nhà hàng này nên thành ra là mình quay trở lại nhà hàng này. Đây. Nhà hàng này là hồi xưa lúc mà hai vợ chồng mình quen á, hình như là quen thôi, chưa có cưới hay sao, không biết nhớ nữa. Lại là ăn đây rồi.
có hình con voi nè, thấy không? Ok. Đó. My God. Ngân nó dễ xíu mũi nó qua nó dành nó ngồi kế Rachel. Thành ra là Ngân nó ngồi kế ông xã Mai với Mai. Trời trời. That's why Rachel nó tới đây là nó muốn nó muốn ăn cái giờ happy hour. Này thực đơn của nhà hàng Thái nha hôm nay. Ở đây có tôm yum soup nè, Mai sẽ ăn tôm yum soup. A few minutes later. Đây món dumpling này có chứ chị. À, hai đứa này đói bụng lắm rồi nên nó phải ăn liền. Eat it. Ngân, có ăn dumpling không con? Rachel, eat it. Đây có chứ chị ơi. À, 4 cái cục dumpling này tụi nó xử một hơi là hết. Là Mai giống sợ chưa kịp ăn thì ông xã Mai quay trở lại hỏi cái này là cái gì vậy? Như vậy nó không còn gì hết, nó không có gì đâu. What was that? Nothing, Rachel said nothing, don't worry about it. Okay. Rồi giờ nói em có gì hết đó, đừng có lo. Thank you. Sounds good too. Cái này là cái là... Oh, what was the other one? Oh, the wonton sample, I missed that. Cái này quần thánh. Oh, whoops. Evil kids did not say it. Còn cái này là thịt gà nướng, đó. Wow, that's ông xã Mai order mấy cái đồ appetizer đó, cô chú chị ha. Mời cả nhà ăn ha. We go Revolution Ice Garden. Appetizer. But when I went to Paris, getting it says stuck on. Well, let's try one, yeah. Đây Thái Tiên nè cô chú chị, đây là nước ngọt của xã Mai, còn nước ngọt có xíu muội. Cả nhà mình là ăn là cứ thế luôn. Đây 1 phút 30 giây là nhà mình ăn sạch luôn á. Yeah, sour. Xíu muội ăn thơm dùm súp kìa. Đây là cà ri của Rachel. Yeah, I would. Rachel thích ăn cà ri Thái, thích ăn coconut milk. Còn thank you. À, cái này là món rib của ông xã Mai, là món sườn heo á. Ông xã Mai thích ăn sườn heo. No sauce. No, eat it. I don't have sauce. It's okay. No. Đây là cái món thịt bò xào rau quế của Mai ha. Còn thịt Thái là của xíu muội nè. Trời ơi, quá trời đẹp luôn. Muội ăn xong hết con. À, còn cái này là cái gì vậy Ngân? Laksa hả? Hả? Là cái gì mẹ không nghe rồi? Laksa curry, curry. Oh my god, it's okay. Ông xã phải xài đũa ngược, nó la làng lên hết. Ông xã phải order thêm thịt Thái nữa nè. Quá trời đồ ăn luôn. Nhà Mai là nói chung là đi chung với Rachel là lúc nào cũng thích ăn hết á, cả nhà đều thích ăn. All of us like to eat. Thầy cô chú anh chị mình ăn xong hết rồi, không phải là mình ăn xong mình order rất là nhiều đồ ăn nên thành ra là vẫn còn nhiều. Rachel sẽ đem về hết, tại vì lúc nãy tụi Mai ăn á là để vô chung hết, chỉ có lấy ra cái dĩa nhỏ thôi. Nên Rachel thì rất là thích ăn mà Rachel ở có một mình thôi cô chú anh chị nên không có nấu nướng gì nên để con gái em xã lấy về. Con gái em xã Mai cũng rất là thích ăn và rất là tự nhiên, không có ngại ngần gì hết á, thì mình cũng rất là vui mỗi lần mà dẫn bé này đi ăn là Mai thích lắm, tại vì nó thích ăn giống như mình nên cả nhà ăn uống rất là vui vẻ. Coi con xíu muội nó ngồi nó kế chị nó. Suốt ngày nó vậy đó. Đây xíu muội nó đang dạy cho chị của nó bảng chữ cái của những người mà câm á của chúng chị. Là bảng sign language á ha. Thấy không, bây giờ con nhỏ dạy cho con lớn đó không. Xíu muội là nó học, tự nhiên nó học ở đâu Mai không biết nha. Con nhà bé bạn thân của xíu muội đó là ba của nó bị câm điếc cô chú anh chị, thành ra là con bé đó nó biết cái sign language là ngôn ngữ dành cho những người câm điếc á, nên thành ra là xíu muội nó tự học ở trên mạng á. Nên con bé nó dạy một ít và xíu muội nó học một ít nữa nha, mà nó giỏi, bây giờ nó nói được cái ngôn ngữ của người câm điếc á. Bây giờ nó dạy lại cho chị nó bạn chữ cái không, khổ chưa. Ông xã Mai thì nói là miễn sao mà nó học tốt ở trên trường thì ông xã Mai không có quan tâm, thì nó muốn học gì nữa nó học, muốn làm gì nó làm. Đây là món xôi xoài của người Thái nè, nhìn ngon quá. This is mango coconut milk and sticky rice. Đó, xoài, nước cốt dừa, xoài, xôi. Ngân nó cũng ăn xôi xoài luôn. This. It's okay. Thank you. Nghĩa là không có matcha thì thành ra là không có cái cái trà xanh của Mai rồi nên thành ra là thôi.
Eat it, Rachel, eat it. It's so good. It's so good. Oh my god. Try some. Ngân nó ngon lắm. Mà công nhận nhìn nó ngon thiệt ha. Nè. Mango, sticky rice. Sticky rice and coconut milk. And mango. Yes. Okay. Ngon quá. Like right now. Good. Don't Good. Đây tổng thiệt hại của nhà Mai là 216 đồng ha. Tiền bo 50 đồng nữa là 266 đồng tất cả. Đây bây giờ gia đình mình ăn xong rồi đi về thôi cô chú anh chị ơi. Đó. Xí mũi nó không chịu đi vệ sinh, ông xã mày nói cửa nào cũng không đi, thế là bây giờ nó ráng nó đi vệ sinh, thế là xí mũi nó mới đi. Đó bây giờ rất là đông luôn ha. Mai rất là thích nhà hàng này. À, nhà hàng này ăn khá là ngon, khẩu vị hợp với mình lắm. Có nhiều nhà hàng Thái nhưng mà nó sẽ không có giống như là không có origin, cái không có cái vị của người Thái, mà nó bị lai Mỹ chứ không có ngon ha. Thank you. Đây Rachel với lại xí muội với lại Hân Ngân á, cô chú anh chị là nó rất là thân nhau ha. Tại vì nói chung là Rachel nó cũng nhiều lần coi Ngân với xí muội đó, babysit con gái của Mai ha. Và Rachel nó cũng về nhà nó ở trong cái đợt mà dịch Covid á, nên là tụi nó rất là thân, mấy chị em thân thiết, thấy cũng vui. Mai thấy tụi nó như vậy là Mai cũng rất là mừng luôn, rất là thích. Mỗi lần mình thấy tụi nó gặp nhau là mình thấy mình rất là vui đó. Nhất là xí muội rất là mến chị luôn. Gọi xí muội nè, nó nhảy cho chị nó coi. Coi cho chị đời thấu không. À, thấy không? Ghê chưa, 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 ghê chưa. Hai cha con thì đi trả tiền rồi, gửi xe. A few moments later. Đây tới đây chờ đi về rồi. You picked me up on the other side of it. All right. Okay, bye Rachel. Bye. Bye. Thank you. Thank you. Thank you. Careful. Đó. Bye. I want to see your cat. Nó khiêng một đống đồ ăn về là nó vui rồi đó. All right, huh? What'd you say? It was 2 weeks. Rồi bây giờ gia đình mình đi về thôi. Để con gái của chồng đi về rồi. Đây, cảm ơn các cô chú anh chị rất là nhiều hôm nay đã cùng với gia đình Mai đi chơi, đi ăn, đi uống ha. Thì hy vọng là mọi người yêu thích video ngày hôm nay của Mai. Con gái của ông xã Mai, cô bé này là nói chung là cô bé gần gũi nhất với lại hai đứa nhỏ này, mà thật ra cũng không phải đứa nào con của ông xã Mai nó cũng gần ha. Con Mai nó cũng nói chuyện ráo hết á, nhưng mà cô bé này thì tại vì hay ở nhà giữ con cho tụi Mai hơn, với lại hay cái đợt dịch đó là ở chung với gia đình Mai tới mấy tháng rồi đó. Thì hôm nay rủ rê hẹn hò nhau đi chơi rất là vui. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Hy vọng là cả nhà yêu thích video ngày hôm nay của Mai. Xin chào tạm biệt cả nhà và xin hẹn gặp lại cả nhà ở những video sau nha. Ông xã Mai rất là vui ngày hôm nay luôn á, tại vì được gặp con nha.